chương 331, vực sâu quân chủ. Trăng rắc. Ngay một khắc này, cái kia một đoàn bao khỏa tại tiêu giật thân thể chung quanh kết tinh, trong lúc bất chợt phá toái, hóa thành một đạo màu đen mảnh vỡ, từ tập trung lộ ra một đạo thân ảnh anh tuấn. Tiêu giật người khoác tinh chi bào, ánh mắt rơi vào Di ma trên thân, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Di ma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Di ma nhìn thoáng qua tiêu giật, cảm nhận được quanh người hắn khí chất biến hóa, ánh mắt ở giữa lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc. Tự hồ, trở nên càng thêm dễ nhìn. Tinh Quang cười nhạt một tiếng, ngươi bạn gái nhỏ lo lắng an nguy của ngươi, cho nên nói mới có thể xuất hiện ở chỗ này, ngươi dung hợp xem ra đã hoàn thành. Không sai. Tiêu giật miễn cười, bất quá vẫn là vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Tinh Quang đại nhân, ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? Tinh Quang cười thần bí, đây là trong cơ thể ta tinh thần nảy sinh, là trên thế giới này độc nhất vô nhị nảy sinh, tại ta trở thành tinh quang trước đó, hắn đã từng làm ta thay ngén tinh quang pháp tắc thổ nhưỡng. Tinh quang pháp tắc không sai. Tinh quan chậm rãi mở miệng, nương tựa theo đạo này nảy sinh, ngươi có thể lại lần nữa đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Sẽ không bởi vì ta đi qua một chút thiếu hụt mà dẫn đến ngươi con đường tương lai đồ nhận trở ngại, thậm chí còn có thể bởi vì hắn mà thu được ta tất cả năng lực. Tiêu giật khiếp sợ mở miệng, đây chẳng phải là ta vừa rồi tất cả năng lực, ta đều đã bị quất trúng. Nếu như nói là lúc trước thời điểm, hắn chưa hẳn có thể lý giải đạo kia nảy sinh rốt cuộc là ý gì, nhưng khi hắn chân chính tận mắt thấy một màn này thời điểm, hắn đã minh bạch tinh quang cho hắn lễ vật trân quý tính. Đây chính là tinh quang cho hắn, chuẩn bị cuối cùng một phần lễ vật. Tinh quang, truyền thừa. Phần lễ vật này thật sự là quá quý giá, loại này nảy sinh chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có bao nhiêu, nếu để cho những cường giả kia biết tin tức này, sợ rằng sẽ bị nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. cảm ơn ngươi, tinh quang đại nhân. Tiêu giật trầm mặt một chút, cuối cùng từ đáy lòng mở miệng nói. Tốt, thời gian đã không nhiều lắm, tòa thế giới này cũng muốn lâm vào một cái luân hồi mới, lần này luân hồi sẽ là hắn thoát ly ngoài vũ trụ luân hồi, có lẽ tương lai thời điểm, các ngươi có thể trở lại một phương thế giới này, khi đó các ngươi có lẽ có thể đánh bại vực sâu giáo hội, thủ hộ tòa thế giới này. Tinh quang cười nhạt một tiếng, thần bí tinh chi bào, trên không trung chậm rãi phiêu đảm. Trong ánh mắt, tràn ngập thâm thúy chi sắc. Vị này thần bí chí cường giả, không có nói cho tất cả mọi người sự tình là, nương theo lấy tòa thế giới này tiến nhập trong luân hồi, siêu thoát tại ngoài vũ trụ, như vậy tinh quang sẽ tiêu tán theo. Hộ một phương thế giới, lấy tinh quang làm đại giá. Ken. Tinh quang bàn tay hướng về hư không một nắm, lập tức có lấy một đạo tinh quyền lực trường, hiện lên ở trong thiên địa, hung hăng đánh rớt trên mặt đất, mà trên mặt đất có từng đạo tinh chi đường vân hiển hiện. Từng đạo đen kịch gợn sóng hướng về chung quanh nhanh chóng truyền vang lấy, đảo qua đông đảo khu vực, bao phủ cả tòa thế giới, phản phất như là tại trong hồ nước vứt xuống một cục đá, lập tức nhấc lên gợn sóng. Đó là cái gì? Vừa mới bị tinh thần chi lực truyền tống hát trưởng lão bọn người, thấy cảnh này trong nháy mắt, lập tức biến sắc giờ khắc này tất cả vực sâu giáo hội người xâm nhập phản phất đều bị một cổ lực lượng vô hình truyền tống ra ngoài cách xa tòa thế giới này đồng thời đã mất đi tương ứng thế giới neo điểm ầm ầm ngay sau đó có cực kỳ khủng bố quan mang tại trong vùng thế giới này lóe ra cả tòa thiên địa phản phất đã hóa thành hồi thiên diệt địa tràn diện phanh tinh thần cung bên trong tòa kia toàn thân bao phủ phù văn màu vàng khổng lồ pho tượng liền như là như chớp giật chậm rãi từ mặt đất thấm bay lên từng đạo mảnh vỡ rơi xuống có đầy trời bụi đất hiển hiện, hiện đại lượng đá vụn vẫy ra trên không trung nhưng là cũng không có rơi trên mặt đất mà lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung đây là toàn bộ thế giới trung tâm coi đây là trung tâm hướng về chung quanh trong nháy mắt khuếch tán ken kinh cũng chứng minh âm thanh phi thường đột ngột tại thính lực bên trong hiển hiện tất cả mọi người nghe được cái này một vòng chung vang âm thanh phản phất vượt qua trọn vẹn toàn bộ thế giới khoảng cách quanh quẩn ở trong bầu trời tiếng chung tiêu giật nghi ngờ mở miệng ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm ba người bọn họ trong ngực Lập tức có lấy đông đảo tinh thần quang mang nổi lên, có một cỗ cực hạn cảm giác nóng rực tại bộ ngực của hắn vị trí chậm rãi giấy lên. Ông. Một cỗ cực kỳ mênh mông năng lượng kinh cũng đổ xuống mà ra, đem bọn hắn chung quanh thời không đều trong nháy mắt vặn vẹo, từng đạo thời gian tàn ảnh tại chung quanh bọn hắn gào thét mà qua, những này năng lượng kinh cũng không ngừng tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn, ba người bọn họ ý thức liền phản phất trời chuyển xoáy bình thường. Ông. Trong chốc lát, có một đạo hào quang màu vàng ở trong thiên địa hiển hiện. hiện đem bọn hắn ba người hoàn toàn bao phủ. Đợi đến cái này ba đạo quan mang biến mất một khắc này, yên lặng giữa thiên địa, ba người bọn họ thân trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Tinh quang miễn cười, tự lẩm bẩm. Gặp lại, tiêu giật. Hắc ám, yên lặng vương tọa. Cực kỳ đen kịch hắc ám, đem cái này một tòa khu vực hoàn toàn bao phủ, trong đó cực hạn hắc ám, phản phất là trong vực sâu chí cường, khắc rõ thế gian này cường đại nhất khí tức khủng bố. Chính giữa vị trí, trưng bày một đạo ván cờ. uyên vương đại nhân, tinh quang thế giới luân hồi. Hoàn thành. Bạch Trường lão cầm trong tay quân cờ màu trắng, trong ánh mắt có thời gian pháp tắc lấp lóe, tự hồ có cảm ứng bình thường. Ân, ta nghe được, vị kia tinh quan cuối cùng thất truyền. Mới tinh quang, lại là tiêu giật thôi, ngược lại là một cái thật có ý tứ tiểu gia hỏa. Viên Vương mặt không thay đổi trên mặt, rốt cục lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, phản phất trong lúc bất chợt nghĩ đến một loại nào đó sự tình bình thường. Ánh mắt cúi đầu nhìn lại, tại hắn bàn tay đen kịt bên trong, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, có một viên tinh thần chính chậm rãi nằm tại trong lòng bàn tay của hắn nếu hắn đã đạt thành luân hồi như vậy ước định liền đã thành lập năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễn người trẻ tuổi một thân một mình đi tới vực sâu lấy lực lượng một người đánh bại đông đảo vực sâu cường giả gặp mặt thần bí uyên vương cùng hắn tiến hành một trận đổ ước cược tòa thế giới này tồn vong thắng từ đây buông tha tinh quan thế giới thua tinh quan linh hồn đưa cho uyên vương ân bạch trường lão ánh mắt phức tạp cuối cùng thở dài một hơi vậy chúng ta vượt sâu giáo hội mục tiêu, đến tột cùng nên cái nào? Bây giờ, từ bỏ tinh quan thế giới, mà tại đông thương vực bên trong nhiệm vụ, còn xa xa không có kết thúc, vẻn vẹn chỉ có thể nói là mở một cái đầu nhỏ. Nguyên vương cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo một vòng thâm thúy chi sắc, chậm rãi mở miệng nói. Vực sâu kèn lệnh đã thổi lên, trận này trải qua vài vạn năm bố cục, vực sâu cùng nhân loại đánh cờ, là thời điểm nên đón trận đầu chiến tranh rồi. Vực sâu quân chủ, một lời, là chiến. Chương 332, Vận mệnh ông mênh mông hải vụ phía trên sóng cả mãnh liệt mặt biển có một bóng người như là bàn thạch lơ lửng tại trên mặt nước mặc cho sóng biển như thế nào quấy đều không có một tơ một hào lay động cùng rung động bóng người kia người mặc trường bào màu trắng trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy chi sắc phía trước chậm rãi đi tới một bóng người trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị quanh thân hất lên một bộ trường bào tô điểm lấy tinh thần trên mặt mang theo một tấm mặt nạ ác quỷ bên hông vác lấy một thanh trường đao mái tóc đen dài trong gió chậm rãi phiêu động mỗi khi hắn bước ra một bước, liền có tinh thần chi lực, ở trong bầu trời tràn ngập. Ngươi đã đến. Rầm rầm. Từng đạo sóng biển trong lúc bất chợt trùng kích tại bóng người kia phía trên, có vô tận bọc nước, tùy theo băng đằng mà ra, nhưng lại không có một giọt nước rơi vào trên người hắn. Thanh âm khàng khàng chậm rãi phát ra, thâm thúy trong con mắt, lóe ra quang mang. Tiêu giật không có trả lời, tại mặt nạ ác quỷ phía dưới, trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trước mắt cái này một tên người thần bí, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải đặt ở bên hông trên chui đao ông trong chốc lát bốc lên biển cả phản phất tại giờ khắc này dừng lại bình thường tại trong hải vụ tinh lưỡi đao chậm rãi ra khỏi vỏ liền như là một đạo chảy xuôi tơ lụa trường đao màu bạc tản ra tinh thần quan mang ra khỏi vỏ một khắc này tinh mang ngưng tụ tại bốn phía khụ cụ trường đao ra khỏi vỏ một khắc kịch liệt ho khan có máu tươi phun ra ngoài bất quá hắn tay phải vẫn như cũ nắm chặt chui đao hướng về trước mặt bóng người kia lăng không đi vòng quanh Ken, bóng người màu bạc cong ngón búng ra trong chốc lát tinh lưỡi đao đình trệ ở giữa không trung mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không thể lại tiến thêm mảy may thời gian chi chủ pháp tắc ba động hơi kém quên tại điểm thời gian này bên trong ngươi cũng ở nơi đây lần thứ hai gặp được vị này nhân loại ngược lại là một cái kỳ tích nói chung thời gian chi chủ vô cùng ít ỏi lộ diện lần này là một cái ngoại lệ đã hơn một lần là một cái ngoại lệ mà cái này hai lần đều xuất hiện cùng một cái người trẻ tuổi thời gian chi chủ ngươi muốn làm gì tiêu giật cau mày trong ánh mắt lóe ra sát ý. Ba người thông qua tinh quang còn sót lại năng lượng, vượt qua thời không, ngay tại chậm rãi trở về Đông Thương vực, mà ở trong quá trình này, lại xuất hiện thời gian ba động. Tiêu Dật trực tiếp thông qua thời gian pháp tắc, tiến vào dòng sông thời gian, liền gặp thời gian chi chủ. Phía sau người hai người kia, thuộc về thời gian biến số, bọn hắn tồn tại chính là dị đoan, nhất là ta thông qua thời không chi nhãn, có thể nhìn thấy. Phía sau người nữ nhân kia, nhất định sẽ mang đến tai nạn. Nếu như nàng không chết lời nói như vậy sẽ có ước vạn sinh mệnh bởi vì nàng mà chết. Tiêu giật hơi nhướng mày, điểm này hắn ngược lại là chưa từng đoán trước. Nhưng là, tiêu giật tiếp tục kiên định mở miệng. Bất luận phải chăng có ước vạn sinh linh bởi vì nàng mà chết, ta cũng sẽ không để ý, ta đã từng lập xuống qua thể ước, từ nay về sau, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa nàng mang đi. Hôm nay chỉ cần ta còn ở nơi này, ngươi là ai cũng đừng hòng giết. Nàng là của ta đồng bạn, cũng là ta thủ hộ. Đồng bạn, thủ hộ. Thời gian chi chủ tự lẩm bẩm, tại một cái kia không hề bận tâm trong đôi mắt có một tia tình cảm hiển hiện bàn tay có chút hướng về hư không một nắm nhưng là người kia đã sẽ không lại trở về một vòng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất người trẻ tuổi ngươi thật muốn ngăn ta sao đối với thế nhưng là ta vượt qua vô số dòng sông thời gian mới có thể phát đến lần này công kích không liên quan gì đến ta ai thời gian chi chủ khẽ thở dài một hơi nhìn xem người trẻ tuổi trong mắt một màn kia thần sắc kiên định do dự một chút đằng sau, trong tay có một đạo quyền trượng màu bạc hiển hiện. Tại trong tầm mắt của hắn, hết thảy sự vật đều do một chút phù hiệu màu bạc tạo thành. Ken. Quyền trượng rơi xuống, thời không chấn động. Kinh khủng thời gian phát tắc, ở chung quanh lưu chuyển, trong lúc bất chợt hóa thành một đạo cực kỳ cường hoành quang mang, tiến vào dưới chân dòng sông thời gian, ngay sau đó có một đạo cực kỳ khủng bố vòng xoáy tại dưới chân của bọn hắn lưu chuyển. Ngươi muốn làm gì? Tiêu giật con ngươi co rụt lại, nắm chặt trong tay tinh lưỡi đao, liền như là như chớp giật, hướng về phía trước lao vùng vụt mà ra, mục tiêu rõ ràng là thời gian chi chủ. Chỉ bằng ngươi bây giờ, còn không thắng được ta, ta chờ mong tương lai ngươi. Thời gian chi chủ lắc đầu, trong tay một màu quyền trượng lại lần nữa đánh mặt đất, lập tức có lấy một đạo kinh khủng thời không pháp tắt hướng về chung quanh quét sạch. Một khắc này, tiêu giật thân ảnh, chậm rãi tiêu tán. Ông! Trên bầu trời, có một chút giọt nước rơi xuống, liền tựa như hạ một cơn mưa nhỏ, chung quanh tình cảnh, lập tức trở nên mông lung thời gian chi chủ một mình đứng ở hải vụ phía trên, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đem quyền trượng màu bạc thu hồi, trong ánh mắt tràn đầy tịch mịch. Một đầu dòng sông thời gian hiển hiện, thời gian chi chủ chậm rãi cất bước, dần dần biến mất tại vùng thiên địa này bên trong. Trong hải vụ, một đạo ẩn tàng đã lâu thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Tiêu dật, ngươi bây giờ, thế mà cũng có cần người bảo vệ sao? Tóc đen chậm rãi rủ xuống, chiếu ra một dung nhan tuyệt mỹ. Vận mệnh, người đại diện, mộ tình nguyệt. Hô! Gió nhẹ, chậm rãi quét mà qua. Tiêu Dật chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảnh sắc chung quanh đã trở nên hoàn toàn không giống, có một cổ kịch liệt cảm giác hôn mê tràn ngập trong lòng, phản phất là xuất hiện ở một loại nào đó trong vòng xoáy thời không. Đây là nơi quái quỷ gì? Tiêu Dật hơi nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Nguyên bản hắn còn tại thời không chi hải bên trong, cùng thời gian chi chủ vật lộn. Hắn phi thường nhớ rõ mình tại mất đi ý thức trước đó liền ở vào thế gian chi hải bên trong, đồng thời xung quanh mình trong lúc bất chợt bạo phát ra vô tận quan mang sau một khắc liền bị truyền tống đến vùng này cái này đến cái khác một cái hiện lên ở trong lòng của hắn bất quá cũng là ở chung quanh quét mắt một vòng phương viên chung quanh căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận nhân loại nào sinh tồn vết tích ngay tại sau một khắc hắn thấy được hai bóng người rõ ràng là diêm ma cùng tinh thần minh diêm ma tinh thần minh tiền bối tiêu giật thân thể chấn động lập tức chạy như bay đến phía trước kiểm tra thứ hai người thương thế tại sao có thể như vậy hai người chung quanh thân thể khắp nơi đều là cực kỳ kỳ lạ vết thương, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô tận phá vỡ bình thường, khí tất cả người đã trở nên phi thường yếu ớt. Bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thương? Thân thể của mình chung quanh tựa hồ có một ít ngọc ngấn, nhưng là bởi vì hắn nhục thân chi lực rèn luyện phi thường cường đại, lại thêm bị cái địa phương quỷ quái này cảnh sát chung quanh hấp dẫn, cho nên nói căn bản cũng không có chú ý tới mình thụ thương tình huống. Tiêu giật đem cả hai ôm lấy, lựa chọn một cái phương hướng, chân đạp tinh thần quang mang, ở giữa không trung chạy nhanh chóng tiếp cận một tòa nhà gỗ. Có người. Tiêu dật kinh hỉ mở miệng, vội vàng gõ cửa. Sau một lát, có một đạo cảnh giác thân ảnh từ sau cửa đi ra. Có chuyện gì không? Đây là một vị nam nhân trung niên, sắc mặt phi thường tái nhật, quanh thân mang theo thương thế. Xin hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Đông thương vực, thiên viêm vương triều. Đông thương vực. Giờ khắc này, tiêu dật trong lòng nhất lên sóng to gió lớn. Chương 333, vực sâu hành giả ta chẳng lẽ lại là đang nằm mơ tiêu giật tự lẩm bẩm không có chờ đến hắn lấy lại tinh thần trước mắt tên kia nam nhân trung niên liền lập tức khép cửa phòng lại thế nhưng là trong không khí chung quanh tràn ngập vực sâu khí tức loại địa phương quỷ quái này làm sao có thể là chính mình quen thuộc đông thương vực ông tinh thần quan mang lấp lóe ngay sau đó thân thể của hắn hướng về nơi xa bôn tập đối với hắn hôm nay mà nói một tòa vương triều khoảng cách khả năng đã chỉ trong chốc lát ở chung quanh vực sâu trong khí tức cước bộ của hắn rơi vào một vùng núi phía trên phía trước có một tòa tàn phá cổ lão tường thành, đổ nát thê lương khắp nơi đều là, trong mơ hồ có hỏa diễm tại bốc lên. Khoảng cách tiêu dật cách đó không xa, có từng đạo ngay tại chữa trị bên trong tường thành, mặt ngoài gập ghềnh, từng tòa môn hộ từ tường thành trung ương mở ra, đông đảo người tu luyện không ngừng từ trong đó đi ra. Mà ở trên tường thành, có sâm nghiêm cấm quân, tự hồ đang cảnh giới lấy cái gì. Một màn này, nhìn qua đơn giản chính là như phế tích. Nhưng là những cái kia quen thuộc chế ngự, cấm quân hình tượng, lại làm cho đáy lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là Thiên viêm vương triều, đế đô. Một màn này đơn giản chính là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, ấn tượng bên trong đế đô, rõ ràng là một tòa cực kỳ to lớn thành trì, nhưng là trước mắt tòa thành trì này, đơn giản chính là như phế tích tồn tại. Kết hợp lúc trước cái kia một tên nam nhân lời nói, tiêu dật trong lòng lập tức dâng lên suy đoán, chẳng lẽ lại bây giờ thiên viêm vương triều, đã gặp vực sâu giáo hội tập kích sao? Nhưng là, vực sâu giáo hội hành động vì cái gì nhanh như vậy? rõ ràng chính mình tiến về tinh quang thế giới vẻn vẹn chỉ là qua thời gian mấy tháng tại ngẫu nhiên tìm tới một tên người đi đường đằng sau tiêu giật xác nhận bây giờ thời gian đúng là chính mình rời đi về sau hai tháng mà hai tháng này tự hồ phát sinh rất nhiều sự tình ngay tại tiêu giật dự định tiếp tục hỏi thăm thời điểm có một đạo âm thanh trong trẻo ở phía xa truyền đến toàn viên cảnh giới một đám kia vực sâu giáo hội người lại muốn tới vực sâu giáo hội nghe được bốn chữ này trong nháy mắt trong đầu của hắn lập tức như là tiếng sấm bình thường bừng tỉnh. Giúp ta nhìn một chút bọn hắn. Tiêu giật tướng tinh thần minh cùng Diêm Ma, để vào thể nội trong bí cảnh, trong đó có một đạo tiểu nữ hài, ngay tại lóe ra đôi mắt to khả ái, quanh thân lóe ra tinh mang. Chính là thiên mệnh tinh hồn, bây giờ nó tựa như trùng sinh bình thường, hóa thành bây giờ cái này một bộ dáng, bất quá hắn năng lượng trong cơ thể, vẫn như cũ là phi thường khủng bố, mặc dù khoảng cách thời điểm trước kia có như vậy một chút khoảng cách, nhưng là so sánh dưới đã coi như là cường giả đỉnh cao cấp độ tiêu giật trực tiếp cho thiên mệnh tinh hồn, đặt tên là Tiểu Y. Bởi vì Y Tiểu Y phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu. Tiểu gia hỏa này, trước mắt sẽ chỉ nói một chữ này mà. Bóng đêm giáng lâm. Tại loại này kinh khủng tình huống dưới, đông đảo đế đô bình dân, tất cả đều trở lại trong nhà mình, đóng cửa không ra, phòng ngừa bị nguy hiểm tiền tới, dù sao bây giờ vực sâu giáo hội, bình thường sẽ chỉ phái một phần nhỏ thế lực đến đây quấy nhiễu. Tựa như, sát thủ. Trống từng đạo tiếng gào thét trầm thấp tại đế đô trên đường phố phát ra trong mơ hồ mang theo một cổ nồng đậm kinh dị trong hắc ám tiêu giật chậm rãi đeo lên mặt nạ ác quỷ lộ ra một đôi thanh tịnh đôi mắt bên hông vác lấy tinh lưỡi đao đây là tinh quang cho hắn một kiện lễ vật tại mông lung dưới ánh sao từng đạo tàn ảnh xẹt qua khu phố cực tốc hướng về thành trung tâm tòa kia cung điện phóng đi giờ phút này trên cơ bản đế đô tất cả cư dân đều đã đóng lại ánh đèn vẻn vẹn chỉ có đế đô trung tâm tòa kia trong cung điện vẫn sáng quang mang quả nhiên là vực sâu hành giả, vực sâu giáo hội dưới trướng thích khách cơ cấu, bất quá số lượng này cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi. Tiêu Dật tinh thần lực phát ra, trong khoảnh khắc cũng đã đem số lượng của bọn họ hoàn toàn xác định, hắn nguyên bản nói liền đã suy đoán là vực sâu giáo hội vực sâu hành giả, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà như thế càng rỡ, nghênh ngang tại đế đô trên đường phố hành tẩu. Mà lại, vẫn là như thế nhiều số lượng. Đây là đế đô vị trí, hơn nữa còn có đông đảo cấm quân tồn tại, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ sẽ có nhiều như vậy vực sâu hành giả mà những vực sâu kia giáo hội chủ yếu thế lực, lại lại biến thành bộ dáng gì đâu. Mà lại lấy những vực sâu này hành giả thực lực, tối thiểu nhất đều là thánh cảnh tả hữu cấp độ, toàn bộ đế đô đều không có mấy người có thể đối phó, nhưng là đối phương số lượng, lại khoảng chừng hơn 10 vị. Trong cung điện, tử vân lão tổ ngồi xếp bằng, chung quanh là mây công, còn có tuyết vô tình. Thời khắc này tử vân, đã là thánh giả trung kỳ thực lực. Mà mây công cùng tuyết vô tình, một cái khôi phục thực lực, một cái bước vào thánh cảnh, tương đương với hai tên thánh cấp cường giả đồng thời, phía trước còn có một vị đao thánh, vị tồn tại này đồng dạng mời đi ra. Lần này xâm lấn vực sâu hành giả, ước chừng có hơn 10 vị số lượng, cũng chỉ có thể giao cho ba vị, ta cần lưu lại đối phó bọn hắn thống lĩnh. Tử Vân thở dài một hơi. Bất quá cực kỳ tốt một việc là, nghe nói vực sâu giáo hội mục tiêu trước mắt, đã bắt đầu hướng về nội vực xuất phát. Cho nên nói đối với chúng ta một loại này vắng vẻ ngoại vực, sự chú ý của bọn họ cũng không tính đặc biệt nhiều, tiếp cận sẽ chỉ phái ra một chút vực sâu hành giả tiến đến quấy nhiễu đi thôi." Đao Thánh An tỉnh nghe xong, cũng không có nói thêm cái gì. Ngay sau đó, ba người chậm rãi đứng dậy, hướng về ngoại giới đi đến. Ba người chính là cái này một tòa đế đô, sau cùng phòng hộ tuyến. "Không bằng chúng ta sau một lần, lần này sống sót đi." Đao Thánh cười nhạt một tiếng. Lần này, đối với bọn hắn ba người mà nói, đều là một lần sinh tử tôi luyện, dù sao đối phương thế nhưng là trọn vẹn hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, căn bản chính là không có phần thắng cục diện. Có thể tuyết vô tình đồng dạng đáp ứng xuống. Vân công tà mị cười một tiếng, đáng tiếc tiêu giật mấy tiểu tử kia không tại, bằng không mà nói, bọn hắn có lẽ liền có thể thu thập phen này cục diện. Đừng nói nhảm, trực tiếp ra tay đi, nếu không bắt tính lại sẽ chết không ít. Đao thánh băng lãnh mở miệng, bàn tay nắm chặt một thanh trường đao, trong chốc lát kinh khủng lực lượng hủy diệt bột phát mà ra, tựa như thủy triều, chấn nhiếp cả tòa thiên địa. ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, trong lúc bất chợt quanh quẩn tại hắc ám phía trên thành trì, trốn ở trong nhà bình dân trong lòng lập tức kinh ngạc một chút nhìn thấy ba đạo thân ảnh cùng rất nhiều thân ảnh đen kịp giao chiến cùng một chỗ hy vọng bọn họ có thể thắng đi nếu không đế đô cũng muốn vẫn lạc thấy cảnh này một người trung niên lộ ra vẻ vui thích các ngươi nhìn trên đường phố tại sao có thể có người ngươi nhìn lầm đi loại thời điểm này trên đường phố tại sao có thể có người đâu chẳng lẽ là không sợ chết sao thế nhưng là các ngươi nhìn thật sự có mấy đạo ánh mắt thuận khe cửa nhìn lại lập tức có lấy một đạo người mặt thần bí tinh bào mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh hướng về cung điện phía trước chậm rãi đi đến bên hông nghiêng vác lấy một con dao chương 334, dưới mặt nạ đêm khuya khu phố người này có phải điên rồi hay không đã trễ thế như vậy thế mà còn tại trên đường phố đi loạn thế nhưng là có không ít quái vật ở chung quanh các ngươi nhìn trên đỉnh đầu của hắn có một tên quái vật ông một đạo nguyên bản hướng về cung điện phương hướng tiến lên vực sâu hành giả, trong lúc bất chợt thấy được dưới đường phố phương thân ảnh, trực tiếp đối với phương hướng này, bỗng nhiên phun ra một đạo đen kịch quan cầu, xé rách không gian xung quanh. Vực sâu hành giả, trong đó có đông đảo quái vật, toàn bộ đều là phi nhân loại hình. Trong phòng mấy người, có thể phi thường thấy rõ ràng đó là một đạo kỳ lạ quái vật, đen kịch quan cầu phản phất có thể đem gian phòng của bọn hắn lập tức hủy diệt bình thường, nhìn thấy quan cầu đánh tới một khắc này, trong mắt của bọn hắn lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngay tại đen kịt quan cầu, sắp rơi xuống một khắc này, tuyết trắng đao quang lấp lóe thiên địa. Ông. Tinh mang lấp lóe, ở trong bầu trời lưu lại một đạo tuyết trắng vết tích, trực tiếp dễ như trở bàn tay đem đạo kia đen kịt quan cầu mẫn diệt. Chém. Tiêu giật chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo băng lãnh. Tinh lưỡi đao ra khỏi vỏ, vẻn vẹn chỉ là ra khỏi vỏ một tấc, liền có một đạo kinh khủng tinh mang lấp lóe, một tia đứt gãy đao mang hiện lên, dễ như trở bàn tay đem hắn đầu lâu chém xuống. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ở chung quanh trong mắt của tất cả mọi người đạo kia quái vật thân ảnh liền tựa như là run rẩy một chút một viên liền có đông đảo máu tươi như là trời mưa bình thường vẫy xuống cả con đường một cái đầu lâu chậm rãi rơi xuống khoảng cách gần như thế để bọn hắn nhìn thấy đạo kia đầu lâu dữ tận không ít người đều tùy theo sợ vỡ mật đạo kia mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh thật là thơm nhìn bọn hắn một chút đang do dự sau một lát lợi dụng một bàn tay đem vực sâu kia hành giả đầu lâu cầm lên đến trong miệng tự lẩm bẩm nói đến năm đó ta tại đế đô thời điểm còn có chặt đầu tiểu vương tử xưng hào. Liền đem vật này, xem như cho vân thúc bọn hắn lễ gặp mặt đi, hy vọng bọn họ sẽ thích. Tiêu giật chậm rãi cất bước, tiếp tục hướng về cung điện phương hướng tiến lên. Nhưng mà, phía trước hiện ra một đạo thân ảnh đen kịch, trong ánh mắt mang theo khát máu quang mang, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Không nghĩ tới, cái này một tòa trong đế đô, thế mà còn ẩn giấu đi vị thứ tư. Ông! Tuyết trắng đao quang lấp lóe, tiêu giật trong tay, lại nhiều một cái đầu lâu không sai, hai cái lễ gặp mặt. Tự lầm bầm thanh âm, trong gió biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn tiếng chém giết, tại cả tòa trong đế đô vang vọng, tử vân vẻn vẹn chỉ là quét mắt một chút, liền lập tức thu hồi quan mang, an tĩnh ngồi ngay ngắn ở nguyên địa. Phía trước, có một bàn thịt rượu. Tử vân chậm rãi cầm lấy đũa, không chút hoang mang bắt đầu ăn lên rượu trên bàn đồ ăn, phản phất ngoại giới tự sát cùng tiếng huyên náo đều không có quan hệ gì với hắn bình thường, vẻn vẹn chỉ là một cái đơn thuần thực khách. Thanh âm sâu kính truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Ba vị kia cường giả đều ở bên ngoài vất vả chém giết, mà ngươi ở chỗ này ngược lại là ăn rất nhàn nhã nha. Ông. Không gian ba động lấp lóe, có một bóng người chậm rãi ra, trong ánh mắt mang theo băng lãnh, quanh thân tản mát ra đen kịt khí tức, rõ ràng là một vị vực sâu hành giả thống lĩnh. Nếu như biết là ngươi tới nói, như vậy từ vừa mới bắt đầu ta liền sẽ để bọn hắn từ bỏ chống lại. Tử vân thần sắc băng lãnh, nhẹ nhàng thở dài một cái. Vực sâu giáo hội dưới trướng vực sâu hành giả cơ cấu, trên cơ bản do đông đảo thống lĩnh, còn có một số cái gọi là vực sâu hành giả, trên bản chất quái vật tạo thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chẳng nói là tuần thú sư. Mà bây giờ phái tới người cường giả này, rõ ràng là về với bụi đất cấp tu vi. Trên thực tế, hắn đã không có khả năng xem như thống lĩnh, mà là vực sâu hành giả cơ cấu trưởng thống giả, trong truyền thuyết mười họa một trong. Về với bụi đất cấp cường giả, huyết họa. Ta à, đối với thần sứ đại nhân mệnh lệnh, trên thực tế cũng vô cùng không hiểu, đối với một tòa dễ như trở bàn tay liền có thể mẫn diệt thiên viêm vương triều đế đô, lại ra chúng ta chi đội ngũ này thậm chí còn xúc động ta tên này mười họa một trong huyết họa tử vân mở miệng ngắt lời nói ta đoán hẳn là bởi vì tiêu giật đi tiểu gia hỏa này nhiều lần phá hư kế hoạch của các ngươi mà hắn lại đến từ với thiên viêm vương triều cho nên nói các ngươi mới có thể làm như vậy không sai bất quá từ một điểm nào đó đi lên nói thần sứ đại nhân đối với các ngươi thiên viêm vương triều ngược lại là cũng hết sức cảm thấy hứng thú huyết họa chậm rãi mở miệng trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh tử vân lắc đầu mở miệng nói đáng tiếc nếu như kế hoạch của các ngươi sớm một chút có lẽ còn có thể thành công nhưng là hiện tại chỉ sợ đã không được dù sao ta đã cảm thấy một tia khí tức quen thuộc khí tức quen thuộc huyết họa hừ lạnh một tiếng khinh thường mở miệng nói chẳng lẽ lại hay là tiêu giật sao lại nói coi như tiểu tử kia thật tới đối mặt với ta cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp bờ gì không bằng chúng ta cược một trận tử vân cười nhạt một tiếng đánh cược gì liền cược ngươi đêm nay sẽ chết dưới bầu trời đêm, đông đảo cường giả chém giết cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, ngay tại chém giết bên trong đao thánh, trong lúc bất chợt ngón tay một trận, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, hiện lên một vòng vẽ không hiểu. Rõ ràng lúc trước thời điểm, cái này một tòa trong đế đô còn có nhiều như vậy vực sâu hành giả, vì cái gì bây giờ thiếu đi nhiều như vậy khí tức. Ba người tụ lại cùng một chỗ, đối mặt với chung quanh đông đảo vực sâu hành giả, nghi ngờ mở miệng. Rất không có khả năng nha, đám người kia từ trước đến nay phi thường phách lối, làm sao lại trong lúc bất chợt ẩn nấp khí tức đâu. Một màn này, đồng dạng làm cho chung quanh những vực sâu kia hành giả, lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Rõ ràng đồng bạn của mình, lúc trước thời điểm còn có rất nhiều, vì cái gì trong lúc bất chợt ít đi không ít. Ai? Giờ khắc này, một đạo người mặc tinh chi bào, mang theo mặt nạ ác quỷ thân ảnh thon dài, chậm rãi xuất hiện tại mảnh khu vực này, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Vốn còn muốn muốn một cái một cái đến, thế nhưng là tự hồ xuất hiện một chút biến cố, các ngươi vực sâu giáo hội thế mà xúc động huyết họa đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí ông tiêu giật ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời tại cái kia một mảnh vị trí bên trong đông đảo vực sâu hành giả đang cùng vân công bọn người đối lập một khắc này bàn tay trắng ngoãn rơi vào bên hông tinh lưỡi đao phía trên vù vù tiếng vang triệt cả tòa giữa thiên địa ra khỏi vỏ hai tấc tuyết trắng đao quang lấp lóe mà ra phản phất mang theo một loại nào đó quy tắc chi lực ngưng tụ ra một đạo cực kỳ khủng bố tinh hoàng Hướng về đông đảo vực sâu hành giả quét sạch mà ra. Một khắc này, đông đảo máu tươi rơi xuống tựa như nước mưa. Một đao, toàn diệt. Ác quỷ thân ảnh cất bước, dọc theo hắn năm đó đã từng đi qua đường, chậm rãi tiến vào đế đô trong cung điện, đi vào đế tọa trước đó, đạo kia quen thuộc đế vương, đã biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn chỉ có một nữ tử, còn có một đạo quanh thân tản mát ra khủng bố huyết khí nam nhân, cả hai nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, không hẹn mà cùng ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Mặt nạ ác quỷ chậm rãi lấy xuống, một đạo non nớt khuôn mặt lộ ra, hai hàng nước mắt rơi xuống. Đã lâu không gặp, tử vân tỷ tỷ. Chương 335, thời gian ngừng lại tuyệt sát. Tiêu giật. Huyết họa nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tiêu giật khẽ gật đầu, làm ra đáp lại. Không sai, về với bụi đất cấp sơ kỳ tu vi, quả nhiên không hổ là thần sứ đại nhân nhìn trúng tồn tại. Đáng tiếc, thân là mười họa một trong huyết họa, thực lực của ta là. Về với bụi đất cấp trung kỳ. Ông, huyết họa lạnh nhạt mở miệng con ngón búng ra trong chốc lát có một đạo kinh khủng bén nhọn huyết mang tự như lợi kiếm bình thường bắn ra ở giữa không trung lưu lại một đạo vết máu hồng quang chợt hiện về với bụi đất cấp trung kỳ tu vi bộc phát một kích mất mạng huyết họa sức chiến đấu liền xem như về với bụi đất cấp hậu kỳ nhân loại cường giả hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết huống chi là một kẻ nhân loại người trẻ tuổi vẻn vẹn về với bụi đất cấp sơ kỳ đáng tiếc nếu như là phổ thông về với bụi đất cấp sơ kỳ xác thực ngăn không được ngươi một chiêu này, nhưng là... Ông! Tiêu giật nắm chặt chui đao, tinh lưỡi đao chậm rãi ra khỏi vỏ, một khắc này chung quanh thời gian phản phất dừng lại bình thường, sát na một khắc, đông đảo thời gian vì đó đình trệ, bước chân di chuyển một chút, na di đến huyết hỏa phía trước. Lúc ngừng, tuyệt sát. Tuyết trắng đao quang lấp lóe, đông đảo tinh thần tựa như lưu quang, tơ lụa bình thường sáng tỏ. Mặc dù, mang sát ý. Huyết dịch rơi xuống nước, chén trà trên bàn, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Đùng, chén trà rơi xuống, một vòng tinh quang quét sạch. Ngươi, gặp ta, tương đương gặp tử thần. Thu đao, tinh thần lấp lóe. Mười họa một trong, huyết họa, bất mạng. Ra khỏi vỏ, một tấc, giết một cái vực sâu hành giả. Ra khỏi vỏ, hai tấc, giết một đám vực sâu hành giả. Ra khỏi vỏ, một đao, giết mười họa một trong. Đây chính là bây giờ tiêu dật thực lực, cái gọi là tinh quang truyền nhân, đơn giản khủng bố đến cực hạn. Tiêu dật, ngươi. Ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng tiến vào mảnh khu vực này một màn kia vừa vặn rơi vào trong mắt của bọn hắn lập tức bọn hắn trong miệng không phát ra được bất kỳ lời nói một màn này thật sự là quá kinh dị đây chính là đường đường mười họa một trong nghe đồn rằng từ trước đến nay am hiểu sử dụng thủ đoạn đẫm máu huyết họa mà bây giờ hắn thế mà bị một chiêu chém đầu đồng thời còn là bọn hắn năm đó nhìn xem từng bước một trưởng thành người trẻ tuổi tiêu giật vân thúc còn có hai vị tiền bối đã lâu không gặp tiêu giật khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười một khắc này nội tâm nổi lên vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Lê Minh bốc lên, một cổ kinh khủng chiến xa, liền có phi thường khổng lồ thân hình, cùng màu đen vàng thân xe, lao nhanh ở trong sa mạc. Chiếc này chiến xa, chính là tội chiến hào. Năm đó, trước khi đến Tây Yêu Vực thời điểm, tiêu dật chính là người điều khiển chiếc này chiến xa, tiến về Tây Yêu Vực, kích phá nguyệt lâu quân âm mưu. Tại tội chiến hào hậu phương, mấy chục chiếc mang người hình phi thuyền, chậm rãi chạy lấy, nhấc lên đông đảo sóng gió, trong đó chính là thiên viêm đế quốc dân chúng bây giờ đông thương vực ngoại vực bên trong đông đảo vương triều toàn bộ diệt vong còn lại vẻn vẹn chỉ có thiên viêm vương triều đế đô khu vực còn lại vương triều tỷ như thánh không vương triều trên cơ bản đều bị diệt vong bất quá may mắn sự tình là cha vợ bọn hắn tự hồ sớm đi đến nội vực ở nơi đó bọn hắn trên cơ bản có thể tránh cho nguy hiểm phát sinh mà tại tiêu giật trở về đằng sau dự định mang theo còn lại những người này tiến về nội vực bằng không mà nói tiếp tục đợi tại trong mảnh khu vực này chỉ sợ sẽ có kéo dài nguy hiểm theo một nhóm này đội xe tiến lên Phía trước có đông đảo khói đen che phủ bầu trời, đem bọn hắn phương hướng hoàn toàn ngăn cản. Thời khắc này Di Ma cùng Tinh Thần Minh, quanh thân tản ra hào quang màu xanh, mặc dù còn tại trong ngủ say, nhưng là quanh thân thương thế đã trên cơ bản khỏi hẳn, đợi đến bọn hắn chưa tỉnh lại liền không có cái gì đáng ngại. Ông. Theo trước đoàn xe đi, một tòa tối tăm mờ mịt bầu trời, ngay tại chậm rãi bức ép tới, gió cùng bão cuốn sạch lấy mảnh vỡ, rơi xuống lòng phòng ngự bên trên, không ít người trong lòng đều dâng lên một cổ cảm giác bất an. Quả nhiên trong đó có đông đảo vực sâu quái vật, ngay tại chậm rãi hiện ra thân ảnh, khát máu quang mang, quét sạch mảnh khu vực này. Đây là vực sâu phong bạo, do đông đảo vực sâu quái vật tạo thành, có thể hữu hiệu phòng ngừa trong đế đô rất nhiều người rời đi mảnh khu vực này, đây cũng là bọn hắn một mực không hề rời đi mảnh khu vực này nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, đây chính là một đạo kinh khủng tuyến phong tỏa. Ông Tiêu Dật nhìn chăm chú lên đánh tới vực sâu phong bạo, trong hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, kinh khủng tinh thần chi lực từ thể nội quét sạch mà ra, ngón tay có chút nâng lên, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến thành. Tại dưới khoảng cách gần như thế, tiêu giật quanh thân phát ra khí tức, làm cho đám người chung quanh lập tức trở nên bắt đầu sợ hãi, đó là một cổ đủ để chi phối hết thảy lực lượng, phản phất tại giờ khắc này, xuyên thấu đến đạo kia trong phong bạo. Bàn tay có chút một nắm, khí tức kinh khủng bột phát. Đạo kia cuốn tới khủng bố phong bạo đột nhiên từ giữa đó bị xé nứt thành hai nửa, hướng về phương hướng khác nhau bắt đầu quét sạch, nhưng là uy lực đã so lúc trước nhỏ rất nhiều, đông đảo vực sâu quái vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mẫn diệt, vẻn vẹn bất quá là mấy giây thời gian thời gian, trận này cực kỳ khủng bố vượt sâu phong bạo liền đã tan thành mây khói. Cản trở bọn hắn đông đảo thời gian vượt sâu phong bạo, bị tiêu giật, dễ như trở bàn tay giải trừ. Nhìn xem cái này tựa như thần tích bình thường một màn, không ít người đều như vậy há hốc miệng ra, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin, liền ngay cả Tử Vân mấy người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn biết trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tiêu giật hẳn là trở nên vô cùng vô cùng mạnh nhưng là không nghĩ tới đối phương đã mạnh đến loại tầng thứ này, vẻn vẹn chỉ là trong lúc nhất tay liền có thể đánh nát khủng bố như thế vực sâu phong bạo, loại cấp bậc này lực lượng cùng thần minh khác nhau ở chỗ nào. Răng rắc. Ở trên chiến xa, nguyên bản đã hôn mê ma cùng tinh thần minh, trong lúc bất chợt đầu ngón tay chậm rãi rung lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, chậm rãi từ trong đó bò lên. Ánh mắt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, theo bản năng hướng về tiêu giật nhìn lại, mà cái sau đồng dạng nhìn về hướng hai người. Tiêu giật, chúng ta đây là ở đâu? Diêm Ma nghi hoặc mở miệng. Tiêu giật nhìn thấy hai người thức tỉnh, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống, hắn đơn giản đem sự tình lặp lại một lần. Lập tức, hai người đều hiểu bây giờ sự tình. Cho nên nói, chúng ta đây là tới đến Đông Thương vực. Huyết sắc, chiến trường. Kinh khủng huyết sắc quét sạch thiên địa, phản phất mảnh thế giới này bên trong duy nhất nhan sắc chính là huyết sắc, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên đạo kia kinh khủng thân ảnh, đứng ở trên cùng. Vực sâu thần sứ, Nguyệt Lâu Quân. Thần sứ đại nhân, thiên viên vương triều đế đô những nô lệ kia, tất cả đều đã chạy trốn. Một tên vực sâu cường giả mở miệng báo cáo. Lúc đầu thời điểm bọn hắn liền đã thiết trí một đạo, vẹn vẹn chỉ có về với bụi đất cấp cường giả, mới có thể mở ra vực sâu phong bạo làm bình chướng, đem những nhân loại kia nuôi nhốt ở trong đó làm nô lệ. Mà bây giờ, lại xuất hiện một tên thần bí cường giả, đem vực sâu phong bạo đánh nát. Không sao. Nguyệt lâu quân chậm rãi mở miệng, trong con mắt mang theo một vòng thâm thúy chi sắc. Ở trong tay, một đạo phong cách cổ xưa địa đồ, lóe ra quan trạch. Dù sao, so với một đám nô lệ, cái kia tiêu giật. Mới là càng thêm trân quý vật phẩm. Chương 336, Tập kích. Đêm khuya, một mảnh đen kịt ầm ầm Có một đạo kinh khủng tiếng vang cực lớn ở hậu phương trong lúc bất chợt bộc phát, có ánh lửa kinh khủng sông lên mây xanh, liền ngay cả chung quanh đại địa đều tùy thời rung rẩy lên. Bất thình lình tiếng nổ mạnh lập tức để không ít quần chúng đều đã bị hù dọa, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía hậu phương phương hướng, trong mơ hồ có đông đảo thân ảnh ở phía dưới hiển hiện, có tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra. Một tia khí tức khát máu, ở chung quanh không ngừng hiển hiện. Quả nhiên, chúng ta bài trừ phong bạo động tỉnh đã để bọn hắn đã nhận ra. Tiêu giật ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía hậu phương một mảnh đen kịt mặt đất. Tại trong tầm mắt của hắn, có đông đảo hình thể kinh khủng quái thú chính quanh quẩn một chỗ tại chiến xa hậu phương, giống như là một đám theo đuôi con mồi đàn sói. Âm thầm chờ đợi cơ hội xuất thủ. Bọn hắn toàn bộ đều là vượt sâu hành giả, mặc dù trên cảnh giới cũng không tính cao, nhưng là thông qua đồng thuật, tiêu giật có thể dễ như trở bàn tay phát giác được, còn có đông đảo quái thú ngay tại liên tục không ngừng truyền đến. Tại mảnh này tĩnh mịch trong bóng tối, bọn hắn chiến xa tựa như là trong bóng tối lửa đèn, điên cuồng hấp dẫn lấy chung quanh tất cả địch nhân. Những vực sâu kia hành giả, trên cơ bản sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một bầy kiến hôi, cũng muốn ngăn cản bước chân của ta. Tiêu giật bàn tay vừa nhất, phản phất hướng về hư không có chút rơi xuống, trong chốc lát có đông đảo cảnh giới tương đối thấp vực sâu hành giả thân thể phản phất tại trong nháy mắt bị tinh thần khống chế trực tiếp trống rỗng nhập vào trong lòng đất có trầm thấp tiếng oanh minh vang lên trừ mấy cái còn có thể hoạt động quái vật nhanh chóng phát động công kích bên ngoài còn lại vực sâu hành giả toàn bộ đều đã bị mẫn diệt oanh mãnh liệt ánh lửa ở trong bầu trời nở rộ quả trấn ở giữa vị trí tinh thần minh có chút gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra tán thưởng quan mang người trẻ tuổi này càng ngày càng có tin quan đại nhân năm đó phong phạm ông tinh thần minh bàn tay nắm một cái, còn lại cái kia mấy cái cá lọc lưới toàn bộ đều bị hắn mẫn diệt. Trận này kinh khủng tập kích, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, liền đã hoàn toàn ngăn cản. Bất quá, ở chung quanh mấy cái khu vực đồng thời có phía sau tiếng vang lên, tiêu giật ánh mắt hướng về chung quanh quét tới, hắn có thể nhìn thấy trừ hậu phương bên ngoài, còn có đông đảo phương hướng có quái vật đánh tới. Bất quá, có diêm ma còn có tinh thần minh tỏa trấn, bọn hắn căn bản không tạo thành cái uy hiếp bờ gì. Ba người này, sức chiến đấu đã coi như là đỉnh tim cấp độ cho dù là phóng nhãn toàn bộ đông thương vực, đều đã mạnh phi thường. Tại đợt thứ nhất tập kích bị ngăn cản đằng sau, đến tiếp sau cảm ứng ra tay với bọn họ vực sâu hành giả càng ngày càng ít, cho đám người không ít cơ hội thở dốc, bọn hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ngừng mà hướng về an toàn phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này không ngừng chém giết, đồng thời đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tiêu giật trong tay tinh lưỡi đao, đã ra khỏi vỏ ba tấc, khoảng cách xuất đao đã không tính đặc biệt xa. Nhưng là, cho đến trước mắt, nhiều nhất chỉ xuất hiện qua một cái về với bụi đất cấp sơ kỳ vực sâu hành giả. Loại cấp bậc này tập kích căn bản đối bọn hắn mà nói chỉ làm không ra cái uy hiếp bờ gì, đơn giản giống như gãi ngứa ngứa bình thường, thế nhưng là theo lý thuyết huyết họa loại cường giả cấp bậc này, đều bị bọn hắn đánh giết đằng sau, nếu như chân chính muốn ngăn cản lời nói, như vậy tối thiểu hẳn là phái ra tầng thứ cao hơn cường giả. Ông Ngay một khắc này, trên bầu trời trong lúc bất chợt có một viên cực kỳ khủng bố lưu tinh chậm rãi rơi xuống, một khắc này thiên địa oanh minh. Tiêu giật hơi nhướng mày, thuận phương hướng kia nhìn lại chỉ gặp tại thiên không lộ ra ngân bạch sắc một góc có một viên ngôi sao ảm đạm cực kỳ quỷ dị hướng về phía này đánh tới từng điểm từng điểm tại trong tầm mắt của bọn họ phóng đại ở trong bầu trời lưu lại một đạo vết tích màu đen ánh mắt của hắn đầu tiên là mê mang trong nháy mắt sau đó con ngươi có chút co rụt lại hỏng bếp đó là một vòng tinh thần tựa như lưu tinh hướng về bọn hắn phương hướng này nện xuống đến đồng thời hắn phản phất có truy tung năng lực bình thường vô luận đội xe như thế nào buông tập, hắn đều trực câu câu hướng về phía này đứng lên. Đạo này lưu tinh, tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Đáng chết, vì cái gì chúng ta đều đã chạy ra xa như vậy, hắn hay là hướng về chúng ta đánh tới. Đao thánh sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn chầm chầm đạo kia sắp rơi xuống lưu tinh. Đừng lo lắng. Tiêu giật hít sâu một hơi, khẽ trao mày, sau một lát trong tay hắn tinh lưỡi đao, trong chốc lát hiện ra một đạo tinh mang, kinh cũng đao quang bộc phát mà ra. Đạo kia lưu tinh tuyệt đối không đơn giản, vô luận bọn hắn chạy thế nào, đều không thể chạy ra mục tiêu của hắn phạm vi, như vậy đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể vận dụng năng lực đến ngăn cản hắn vẫn lạc. Nương theo lấy tuyết trắng đao quang phun ra ngoài, tinh thần minh đồng dạng xuất thủ, hướng về đạo kia tinh thần có chút xuất thủ trưởng. Ông! Một khắc này đạo kia lưu tinh tốc độ trong lúc bất chợt trở nên cấp tốc đứng lên, lấy không thể nghịch tư thế nghĩ đến mảnh này phương hướng lệnh xuống. Ngay tại đạo này lưu tinh sắp rơi vào mặt đất trong nháy mắt, tiêu giật thân ảnh trong chốc lát từ mặt đất bắn lên, kinh khủng đao quang ngưng tụ ở phía trước đem không khí chung quanh xé rách tiêu giật nhìn xem một màn này diêm ma chấn kinh mở miệng ông mắt trần có thể thấy khí lãng hướng về xung quanh quét sạch mà ra đông đảo vết nứt từ đạo kia lưu tinh phía trên chậm rãi vỡ nát trong đó có ngũ thải ban lan quang mang tản ra rõ ràng là một vị vực sâu cường giả tinh họa đặt không mà đến trong tay nắm một đạo tinh quang quyền trường một khắc này tất cả mọi người con ngươi co rụt lại mười họa một trong tinh họa về với bụi đất cấp cường giả tối đỉnh. Mười họa bên trong, đồng dạng tồn tại nhất định xếp hạng, trong đó như là huyết họa loại cường giả cấp bậc này, tại mười họa bên trong ngược lại là cấp thấp cấp độ, ba lấy lực chiến đấu của hắn đủ để địch nổi về với bụi đất cấp hậu kỳ cường giả, nhưng là so ra mà nói cũng không tính là đặc biệt mạnh. Nhất là, có vị này tinh họa tình huống dưới. Ông Tinh họa chậm rãi đưa tay, trong chốc lát kinh khủng tinh mang một phát mà ra, giờ khắc này hắn tự như chính là tinh quang yếu hóa thể bình thường, Tại năng lực bên trên cùng tiêu vật có rất lớn cộng đồng chỗ. Cả hai đều là tinh thần trưởng khống giả. Tiêu vật con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tinh Họa, từ trong người hắn ngửi thấy một tia khí tức quen thuộc, đó là Thiên Mệnh Tinh Hồn hàng nhái. Làm sao có thể? Đây là tiêu vật cảm giác đầu tiên. Thiên Mệnh Tinh Hồn, thế nhưng là thế gian cực hạn linh võ, nói chung không cách nào bị phục chế, nhưng là có thể làm ra hàng nhái, mặc dù nói phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới, nhưng là từ trên lý luận tới nói, quả thật có thể chế tác mà thành tinh họa chậm rãi mở miệng trong ánh mắt mang theo băng lãnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiêu giật ngươi chính là tiêu giật đi lúc đầu có lẽ ta hẳn là nghe theo nguyệt lâu quân đại nhân mệnh lệnh bỏ mặt các ngươi rời đi vùng này nhưng là trong tay của ta quyền trưởng, cũng chính là thiên mệnh tinh hồn hàng nhái thật sự là nắm có chút không quá dễ chịu cho nên nói đưa ngươi trong tay thiên mệnh tinh hồn ngoan ngoãn giao ra đi chương 337, tinh họa lê minh tại một mảnh tinh quang bên trong hai bóng người chậm rãi đối lập một vị là tinh quan truyền nhân, nắm trong tay thiên mệnh tinh hồn. Mà đổi thành một vị, thì là mười họa một trong tinh họa. Cả hai ở giữa vô cùng tương tự, nhưng là lại có nhất định khác nhau, trận chiến đấu này, nhất định là một cuộc ác chiến, dù sao cả hai bên trong năng lực mười phần tương tự. Trong tay ngươi hàng nhái chính là hàng nhái, vĩnh viễn không có khả năng bị thay thế. Tiêu giật chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo cực hạn băng lãnh, ở xung quanh hắn có tinh quang có chút lấp lóe, phản phất tạo thành từng đạo vòng sáng, lấp lóe tại mảnh khu vực này coi như trong tay ngươi vũ khí có thể phỏng chế thiên mệnh tinh hồn, nhưng là mãi mãi cũng không phải chân chính thiên mệnh tinh hồn. Ông tiêu giật bàn tay nắm một cái, trong chốc lát thiên mệnh tinh hồn hóa thành một thanh tinh lưỡi đao, bàn chân của hắn có chút rơi trên mặt đất, thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua mặt đất, một đạo kinh khủng đao quang lấp lóe mà ra, tại kinh khủng trong tiếng nổ cùng tinh hỏa chậm rãi đụng nhau. ầm ầm, ẩm... trong chốc lát xa xa mặt đất trong lúc bất chợt nổi lên một đạo cự không cuồng phong, đem binh lính chung quanh đều chấn nhiếp lui lại, tinh thần minh ánh mắt lấp lóe chăm chú nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này diêm ma hướng về tinh thần minh nhìn lại dùng ánh mắt hỏi thăm muốn hay không xuất thủ nhà mình nam nhân ở phía dưới chiến đấu đến cùng có nên hay không xuất thủ đây là một vấn đề tinh thần minh khẽ lắc đầu nhìn xem cái kia hai đạo chém giết cùng một chỗ thân ảnh có chút lắc đầu đây là một trận thuộc về tiêu vật ma luyện tinh họa cùng tiêu vật năng lực tương tự cả hai ở giữa vũ khí cũng cực kỳ tương tự từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì tương đương với một cái phiên bản tiêu giật trận chiến đấu này đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Ầm ầm. Kinh khủng đất bằng kinh lôi, vang tận mây xanh, tại đông đảo trong các bụi, có hai đạo đồng dạng lóe ra tinh quang thân ảnh, đã tốc độ của con người không ngừng đụng chạm, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về chung quanh mảnh quyển mà ra. Tinh quang lấp lóe, Tiêu giật chậm rãi xuề bàn tay ra, tinh lưỡi đao ra khỏi vỏ, có một đạo cực kỳ khủng bố đao quang lấp lóe mà ra, trực tiếp rơi xuống tinh họa lồng ngực vị trí. Ông tại đinh tai nhức óc vù vù âm thanh bên trong tiêu giật đem một bóng người hung hăng dẫm tại dưới chân, trực tiếp đưa nó bao phủ tại trong bụi đất. Đáng giận. Tinh họa không cam lòng mở miệng, trong ánh mắt hiện lên một vòng không khuất phục thần sắc, cánh tay nắm chặt tinh quan quyền trượng, trọng yếu thi triển kinh khủng tinh thần chi lực. Ông. Một đao rơi xuống, trong chốc lát đứt gãy. Tiêu giật cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Đây chính là cái gọi là thiên mệnh tinh hồn hàng nhái sao. Xem ra bản lãnh của ngươi cũng không có lớn như vậy, không chỉ có thể lực so ta trên lệch một mảng lớn, mà lại hàng nhái cũng không quá được. Đáng giận. Tinh họa tức giận bất bình mở miệng, trực tiếp hóa thành tinh quang hướng về chung quanh quét sạch. Phốt. Sau một khắc, một đao rơi xuống, máu tươi dân trào. Đường đường mười họa một trong tinh họa, thế mà đã đạt đến loại tầng thứ này, nhưng là vẫn như cũ khó mà đào thoát số chết, tại tiêu giật trong tay, đơn giản liền không có chút nào sức hoàn thủ. Bây giờ tiêu giật, liền xem như về với bụi đất cấp cường giả tối đỉnh, ở trong tay của hắn cũng căn bản không cách nào chống cự, đạo kia kinh cũng sức chiến đấu, đủ để khiến tất cả mọi người vì đó kinh dị. Một màn này, chấn nhiếp tất cả mọi người. Không ít người, đều biết vị này người trẻ tuổi, không nghĩ tới ở trong tay của hắn, đã lưu lại nhiều như vậy khủng bố chiến tích, liền ngay cả về với bụi đất cấp cường giả tối đỉnh, ở trong tay của hắn cũng lưu không được mấy hiệp. Loại này kinh khủng sức chiến đấu, đủ để khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tinh thần minh khẽ gật đầu, trong ánh mắt toát ra quan mang. Tiểu gia hỏa này, càng ngày càng có năm đó đại nhân bóng dáng. Hắn hôm nay, có lẽ có thể cùng Thái Sơ cảnh cường giả một trận chiến, từ đầu đến đuôi Thái Sơ cảnh phía dưới người thứ nhất, loại này kinh khủng sức chiến đấu. Tinh quang đại nhân, thật đúng là tuyển một mầm mống tốt. Tiêu Dật chậm rãi cất bước trở về, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ băng lãnh, sắc mặt bên trong phi thường khó coi. Các vị, có lẽ chúng ta muốn tạm thời phân biệt một đoạn thời gian. Bạch Chỉ rơi vào trong tay của bọn hắn. Tây Yêu vực, cung điện. Mảnh này cực kỳ xa hoa cung điện, bây giờ đã bị ăn mòn không còn hình dáng. Trong đó có đông đảo vực sâu hành giả đóng quân, mà tại vị trí trung tâm nhất, rõ ràng là Nguyệt lâu quân hành cung. Gió nhẹ quét, Nguyệt lâu quân chậm rãi dẫn theo trong tay quân cờ, rơi vào bàn cờ một vị trí nào đó. Lôi Họa, tài đánh cờ của ta trở nên như thế nào? Tại đối diện, có một đạo thân ảnh khôi ngô, quanh thân có kinh khủng lôi điện lấp lóe mà ra, trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi, nhìn cực kỳ dữ tợn. Đại nhân, ngài kỹ thuật đương nhiên là càng ngày càng mạnh. Ngươi thật đúng là sẽ nịnh nọt ta lúc đầu sở dĩ học môn kỹ năng này, vẫn là vì chúng ta uyên vương, nghe nói lão nhân gia ông ta thích vô cùng đánh cờ, bằng không mà nói ta cũng sẽ không học tập đánh cờ. Nguyệt Lâu Quân cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng đạo. Bây giờ đông thương vực ngoại vực, chúng ta trên cơ bản đã chiếm lĩnh hoàn tất, chúng ta nhận được mệnh lệnh là lâm vào tu dưỡng bên trong, tạm thời sẽ không đối nội bộ khu vực động thủ. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm trong vùng này tài nguyên, đến lúc đó cho khu vực trung tâm cường giả lưu lại một phiến đất chết. Mà lại, hấp dẫn những cái kia trung ương giới vực thế lực cổ lão lực chú ý từ đó cái này chính là chúng ta vượt sâu mục đích chỗ đại nhân anh minh lôi họa nhàn nhạt mở miệng nói đến ta có một chuyện phi thường không rõ chuyện gì thủ hạ không rõ lắm ngài vì cái gì muốn bỏ mặt tinh họa gia hỏa kia tiến về phiến khu vực kia bên trong đối với hắn mà nói bây giờ tiêu dật chỉ sợ có chút phi thường khó đối phó ngươi không hiểu tiêu dật gia hỏa kia tại tinh quan trong thế giới nghe đồn ta cũng sớm đã nghe nói qua, hắn hôm nay cũng đã tiếp nhận tin quan truyền thừa, hắn theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lực chiến đấu của hắn đã vượt xa khỏi lúc trước thời điểm, bất quá tinh họa. Có lẽ có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp Nhưng là, nhất định sẽ không đánh bại hắn. Vì cái gì? Lôi họa hơi nhớ mày. Năm đó chúng ta vừa mới đến vùng này, thực địa đều bị áp chế thời điểm, các ngươi lúc đó vẫn còn trạng thái phong ấn, ta liền đã từng được chứng kiến cái này tiêu giật tiềm lực, nhất định phải thiết hạ đông đảo tử cục, mới có thể giết hắn, vẻn vẹn bằng vào một cái tinh họa, căn bản là không thay đổi được cái gì cục diện. Cho nên nói, còn cần chúng ta những người này xuất thủ. Nguyệt Lâu Quân cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng về chung quanh bắn phá một vòng. Từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát mà ra, đông đảo vực sâu hành giả phát ra khàn giọng tiếng rống, trong đó có trọn vẹn bốn vị về với bụi đất cấp cường giả tối đỉnh. Lại thêm lôi họa, trọn vẹn là năm vị về với bụi đất cấp cường giả tối đỉnh. Loại chiến đấu cấp bậc này lực, đơn giản chính là khủng bố đến cực hạn mà tại chính trung tâm vị trí, một đạo trong hôn mê thân ảnh, nhốt tại một đạo trong lồng sắt. Rõ ràng là, bạch chỉ. Chương 338, một người đến nhà. Vậy ngươi nói hắn sẽ đến không? Lôi họa nghi ngờ mở miệng. Hắn thấy, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì cứu cái này một con tiểu hồ ly, liền đến đây leo lên cung điện, cùng lần này vượt sâu đại quân hạch tâm đối chiến, như vậy đơn giản chính là chịu chết bình thường hiện tượng. Mặc dù, tinh họa có thể xuất thủ đại giới, chính là nếu như chiến bại lời nói, nhất định phải đem bạch chỉ bị giam giữ ở chỗ này tin tức, tiết lộ cho tiêu dật. Nhưng là dưới loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có đồ đần mới trở về. Dù sao, đây là trần trụi dương mưu. Cái kia tiêu dật, làm ngàn năm vừa gặp thiên tài, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này đi. Hắn sẽ đến, nhân loại nha. Nguyệt lâu quân khóe miệng dơ lên một vòng dáng tươi cười, phản phất có thể nhìn thấu lòng người bình thường, chậm rãi mở miệng nói. Chính là như vậy để ý tình cảm. Phong minh, thiên địa vang. Giờ khắc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng bầu trời. Một đạo tinh quang chậm rãi lấp lóe, trên mặt mang theo một đạo mặt nạ ác quỷ, bên hông vác lấy tinh lưỡi đao, khí thế kinh khủng bộc phát mà ra, vẻn vẹn chỉ là một người, nhưng là một khắc này bộc phát ra khí thế lại phản phất có thể như là ngàn vạn quân đội bình thường. Về với bụi đất cấp sơ kỳ, bộc phát. Ầm ầm. Tinh lưỡi đao ra khỏi vỏ, kinh khủng đao quang rơi xuống, trong chốc lát, chung quanh lồng phòng ngự trong lúc bất chợt bị trảm phá, có kinh khủng tiếng oanh minh tiếng vọng ở giữa thiên địa, tất cả mọi người bị nó chấn nhiếp. Một màn này, hiển nhiên đều bị tất cả mọi người nhìn thấy. Tiêu giật chậm rãi cất bước mà ra, rơi vào Nguyệt Lâu Quân phía trước, khóe miệng dơ lên một vòng dáng tươi cười. Nguyệt Lâu Quân, ngươi nói không sai, ta đúng là sẽ trở về cứu bạch chỉ. Nhưng là chỉ bằng các ngươi những người này, chỉ sợ còn không làm gì được ta. Lúc trước thời điểm, tiêu giật điều động tinh thần minh cùng Diêm Ma, đem đội xe dẫn đầu tiến về nội vực bên trong, còn hắn thì lẻ loi một mình, tiến nhập Tây yêu vực. Một người, giết tới vực sâu quân. Loại khí phách này, thật sự là khả kính. Giờ khắc này, chung quanh vực sâu quân, mặc dù đều là địch nhân của hắn, nhưng là tại thời khắc này phản phất đều đã thấy được một vị chiến sĩ trẻ tuổi, chỉ vì một cái nho nhỏ bạch chỉ, bước lên đầu này không đường về. Mặc dù ta đã sớm dự định đến ngươi sẽ đến, nhưng là chờ ngươi đi vào một khắc này, ta vẫn là muốn chế giễu ngươi một phen. Nguyệt lâu quân lạnh nhạt mở miệng, thần sắc bên trong mang theo một vòng trào phúng. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ thay đổi một cái nho nhỏ hồ ly liền sẽ đi vào trong vùng này, dù sao căn bản cũng không khả năng địch nổi. Đây chính là toàn bộ vực sâu quân, liền như là như thủy triều. Mà lại, trong đó có đông đảo cường giả. Mười họa bên trong, trừ bộ phận có nhiệm vụ trọng yếu bên ngoài, mặt khác tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Lại thêm, còn có nguyệt lâu quân vị này thái sơ cảnh cường giả tỏa trấn. Dưới loại tình huống này, tiêu giật thế mà còn là thiếu tới trước. Lôi họa, các ngươi xuất thủ, giúp ta thử một chút trình độ của hắn. Nguyệt Lâu Quân cười nhạt một tiếng, mở miệng ra lệnh. Mặc dù, hắn cũng sớm đã nghe nói qua tiêu dật bây giờ cường đại, nhưng là tại Nguyệt Lâu Quân xem ra, vẻn vẹn chỉ là đáng giá hắn xuất thủ bố cục, bất quá còn không đến mức hắn tự mình xuất thủ đến chém giết. Cho nên, nếu như không để cho lôi họa bọn người xuất thủ. Tuân mệnh. Lôi họa bọn người khẽ gật đầu, một khắc này khí tức kinh cũng bộc phát. Mười họa thứ năm, trọng vẹn năm vị về với bụi đất cấp cường giả tối đỉnh, giơ tay nhất chân ở giữa thiên địa tùy theo vỡ nát một loại kia cực hạn năng lượng, phản phất có thể làm cho thế giới vì đó oanh minh cực hạn năng lượng phát tiết ở giữa thiên địa mười họa sao năm đó ta khi hiểu được các ngươi một khắc này, ta liền suy nghĩ nếu có một ngày ta có thể cùng các ngươi đối chiến, đó nhất định là một cái phi thường nhiệt huyết dân trào tràn diện bất quá bây giờ ta đã sẽ không như thế cảm thấy bởi vì các ngươi thật sự là quá yếu ông lời còn chưa dứt, tiêu giật hít sâu một hơi, có từng đạo tinh quang lấp lóe mà ra, hóa thành từng đạo áo giáp bám vào tại đặc biệt thân thể của hắn chung quanh, đạo kia năng lượng kinh khủng, khiến cho mọi người vì đó kinh ngạc. Thiên mệnh tinh hồn, áo giáp trạng thái. Tại ma hóa áo giáp vỡ nát đằng sau, thiên mệnh tinh hồn chính là một cái cực kỳ tốt vật thay thế, đồng dạng có thể cực lớn trình độ tăng cường tiêu giật sức chiến đấu. Bất quá, đại giới chính là cực hạn tinh thần lực. Mỗi một lần vận dụng thiên mệnh tinh hồn đằng sau, đều sẽ hao phí to lớn tinh thần lực, cho nên mỗi một lần không đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không dao động một chiêu này, trừ phi. Trong chiến đấu, là đứng trước loại thời điểm này. ầm ầm, Tiêu giật bàn tay nắm một cái, chung quanh đông đảo tinh thần, từ trong hư không chậm rãi rung động mà ra, phản phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, gào thét lên hướng về chung quanh cuốn tới. Kinh khủng lôi quang bộc phát. Cả tòa thiên địa tùy theo xé rách. Tại loại này kinh khủng trạng thái phía dưới, tiêu dật chậm rãi ngưng tụ ra một đạo tinh lưỡi đao, cực hạn năng lượng làm cho vô số vực sâu cường giả rung động, có mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch thiên địa. Ầm ầm. Gió cùng bạo bạo ở chung quanh bộc phát, tiêu giật trong con mắt, có một vòng tinh quang lấp lóe, cả người khí thế bắt đầu liên tiếp kéo lên, đến cuối cùng hoàn toàn ổn định lại. Về với bụi đất cấp đỉnh phong, trực tiếp chính là ba cái cấp độ vượt qua. Thiên mệnh tinh hồn tăng phúc, đơn giản đã cường đại đến cực hạn. Ầm ầm. Cùng bạo lôi đình tựa như cự long bình thường, tại thiên không chi chuyển không chuyển bay múa, có đông đảo hơi thở nóng bỏng quét sạch cả tòa thiên địa, lôi nhận ngưng tụ mà ra. Giờ khắc này, tiêu giật trong tay, có hai đạo lưỡi đao ngưng tụ. Tinh lưỡi đao, tượng trưng cho thần bí tinh thần chi lực. Lôi nhận, tượng trưng cho cùng bạo lôi đình chi lực. Giờ khắc này, thiên địa oanh minh. Cái này tiêu giật sức chiến đấu, thế mà đã khủng bố đến loại tầng thứ này. Nguyệt lâu quân con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc. Loại chiến đấu cấp bậc này lực, đã có thể cùng thái sơ cảnh sơ kỳ cường giả một trận chiến, cực hạn thực lực đủ để khiến thiên địa rung động. Ầm ầm. Lôi đình oanh minh, tinh thần lấp lóe, hai đạo cực hạn lưỡi đao rơi xuống, giờ khắc này lôi họa bọn người nhau nhau xuất thủ, lấy kinh khủng cảnh giới, ngăn cản tiêu giật công kích. Nhưng là, công kích của hắn liền tựa như giống như núi cao, căn bản khó mà ngăn cản. Hai đạo lưỡi đao rơi xuống, lực tàn phá kinh khủng, trực tiếp đem lôi họa bọn người mẫn diệt. Một kích, diệt mười họa. Loại chiến tích này, cho dù là phóng tới trong vực sâu, chỉ sợ cũng là kinh thế hải tục, một dạng tồn tại căn bản là khó mà làm đến, mà bây giờ một người trẻ tuổi lại dễ như trở bàn tay làm đến. Nguyệt lâu quân thở dài một hơi, thân thể chậm rãi bay lên không, bàn tay có chút một nắm, tản mát ra lực lượng kinh khủng, giờ khắc này rốt cục muốn xuất thủ. Ông! Ngay một khắc này, một đạo hắc long trường thương cuốn tới, vẻn vẹn chỉ là một kích liền đã đánh tan Nguyệt lâu quân thân thể. Phốt! Máu tươi phun ra ngoài, tinh thần minh chậm rãi hiển hiện, trong ánh mắt mang theo băng lãnh, nhìn chằm chằm nguyệt lâu quân thanh âm tiếng vọng tại bốn phía đây chính là ngươi cuối cùng một đạo phân thân đi chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau dám đối với tiểu chủ xuất thủ đó chính là một con đường chết chương 339, cục diện oanh tinh thần minh lại lần nữa ra tay Quy áp kinh cũng lập tức dường như nước biển thanh tẩy mà ra chung quanh đông đảo vực sâu cường giả lập tức bị nguồn lực lượng này hoàn toàn mẫn diệt những vực sâu này cường giả trong tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi ông Tiêu giật nắm chặt tinh lưỡi đao, chém ra một đao, lập tức đạo kia phong tỏa bạch chỉ lồng giam, dễ như trở bàn tay liền bị bài trừ, lộ ra trong đó nhỏ bé thân ảnh. Thân ảnh Kiều Tiểu chậm rãi thức tỉnh, phản phất là nghe được động tĩnh bình thường, chậm rãi mở hai mắt ra. Mà tại trước mắt của nàng, một đạo thân ảnh thon dài, chậm rãi dạo bước mà đến. Lại là Tiêu giật. Giờ khắc này, bạch chỉ trên gương mặt dương lên một vòng nụ cười nhạt. Ngay sau đó, lại lần nữa lâm vào trong ngủ say. Nàng bị thương rất nặng thế, lại thêm nhận lấy to lớn kinh hải, cho nên nói trước mắt tình trạng cơ thể không quá ổn định. Tinh thần minh chậm rãi rơi xuống, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền đã nhìn ra Bạch Chỉ bây giờ tình huống, không hổ là thái sơ cảnh trung kỳ cường giả. Bất quá, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Bây giờ Bạch Hồ bộ tộc bên trong, vẻn vẹn chỉ còn lại có Bạch Chỉ một người, còn lại những người kia nếu không phải là đào mệnh, nếu không phải là toàn bộ bị chém giết, một màn này đối với Bạch Chỉ mà nói đơn giản chính là địa ngục bình thường. Đúng rồi, rất đáng tiếc Nguyệt lâu quân lần này vẫn như cũ còn có phân thân. Tinh thần minh thở dài một hơi. Không có việc gì, ta từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được loại tình huống này. Tiêu giật khẽ cười một tiếng. Làm vực sâu giáo hội tứ đại thần sứ một trong, Nguyệt lâu quân cùng minh viên quân so sánh, tự thân sức chiến đấu cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng là hắn xếp hạng lại so minh viên quân còn cao hơn một chút, loại tình huống này cũng là bởi vì hắn tự thân mưu kế, còn có thể chất của hắn nguyên nhân. Nguyệt lâu quân, trọn vẹn có được đông đảo phân thân, có thể tại hắn chết một khắc này, lại lần nữa kích hoạt phân thân, từ đó đạt tới một loại giả tính bất tử bất diệt trạng thái. Điều này sẽ đưa đến một loại tình huống, trừ phi đem hắn xoay người toàn bộ hủy diệt, bằng không mà nói căn bản là không có cách đem hắn triệt để đánh giết. Thủ đoạn quỷ dị, còn có loại kia phi thường khủng bố thiết kế năng lực, chính là nguyệt lâu quân chỗ kinh khủng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực mạnh hơn minh viên quân. Bất quá phân thân của nó vẹn vẹn chỉ có thể có nhất định hạn chế số lượng, cho nên nói chỉ cần đem hắn phân thân một lần một lần mẫn diệt, trễ như vậy sớm có một ngày hắn sẽ lộ ra chân thân. Vừa rồi thời điểm, tiêu dật cũng không định một người tiến vào mảnh khu vực này, cái kia mang ý nghĩa đem tự thân triệt để lâm vào trong hiểm cảnh. Nhưng là, không có khả năng không cứu bạch chỉ. Cho nên nói, trực tiếp làm cho Di Ma bảo hộ lấy thiên viêm vương triều đội xe, mà tiêu dật cùng tinh thần minh, thì là tới trước mảnh khu vực này, trong đó tinh thần minh núp trong bóng tối, tùy thời chờ đợi xuất thủ, tiêu dật thì là làm chính diện sức chiến đấu. Lần này, Nguyệt lâu quân thất sách ở chỗ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tiêu giật bên người, thế mà lại có một tên khủng bố như thế cường giả. Nếu như đã biết, hắn chỉ sợ sẽ không thiết hạ loại cục diện này, từ đó làm chính mình lại nhiều tổn thất hết một đạo phân thân. Mặc dù phân thân có thể tiếp tục tạo nên, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói có nhất định hạn chế số lượng, sớm muộn có một ngày sẽ bị dứt sạch, điểm này là hắn nhược điểm trí mạng, cũng là không thể tránh khỏi khuyết điểm. Đúng rồi, đông thương vực nội vực người đã nhận được chúng ta thông tri lập tức liền muốn đi qua mục tiêu của ngươi cơ bản đều đã hoàn thành tinh thần minh lạnh nhạt lấy mở miệng thông tri đông thương vực nội vực đem vực sâu quân đại bản doanh trực tiếp truyền đi so ra mà nói cũng là một loại rất không tệ phương pháp mặc dù bây giờ ngoại vực bên trong đã biến thành một mảnh đất chết nhưng là dù là như vậy cũng không thể để bọn hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu trong tay lần này vực sâu quân tiên phong chủ yếu hạch tâm lực lượng toàn bộ đều bị mẫn diệt dưới loại tình huống này có lẽ là một cái cực kỳ tốt cơ hội, có thể trực tiếp phản sát vực sâu giáo hội. Đồng thời, thu phục ngoại vực. Điểm này, tiêu dật cũng không tính nhúng tay, có lẽ có thể giao cho người chuyên nghiệp tới làm mới là một loại biện pháp tốt. Đã lâu không gặp, tiêu dật. Trên bầu trời, có từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát, trong đó người cầm đầu rõ ràng là thanh mục gia hỏa này, bây giờ thanh mục, sức chiến đấu đã đạt tới về với bụi đất cấp hậu kỳ. Loại cảnh giới này tốc độ tăng lên, xa xa vượt qua tiêu giật Đã lâu không gặp tiêu giật khóe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười. Hai người vốn là quá mệnh huynh đệ, bây giờ chợt vừa thấy mặt, trong lúc bất chợt liền phi thường nhiệt tình. Thật đúng là không nghĩ tới ngươi biến mất hai tháng đằng sau, thế mà cảnh giới đạt đến loại tầng thứ này, ta thế nhưng là nghe nói ngươi vừa rồi chiến tích. Loại chiến tích này liền xem như ta, cũng vô pháp đạt tới nha. Đây chính là năm vị mười họa cấp cường giả, thật là có ngươi. Đợi đến ngươi sau khi trở về, những thiên kiêu kia, chỉ sợ lại lại muốn độ hoài nghi nhân sinh mà lại qua một đoạn thời gian nữa chính là, bạch hổ vệ thống lĩnh tuyển bạc, đến lúc đó đối với ngươi mà nói, có lẽ là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hai người hàng huyên qua một phen đằng sau, thanh một trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, trong thần sắc mang theo một tia cổ quái, chậm rãi mở miệng nói. Đúng rồi, có một chuyện cần nói cho ngươi. Cái gì? Tiêu giật nghi ngờ mở miệng. Thanh một suy tư một chút, có chút do dự mở miệng. Mộ tình nguyệt, biến mất, tự hồ là đi đến vận mệnh thần giới, còn có ngươi cha vợ bọn hắn, đồng dạng toàn bộ đều biến mất không thấy. Nàng nói, tạm thời không cần đi tìm kiếm nàng, sự an bài của vận mệnh sẽ để cho các ngươi một lần nữa gặp nhau. Vận mệnh thần giới, chính là một tòa trong truyền thuyết giới vực, tòa kia giới vực thực lực, so với thương minh giới, đều mạnh không biết bao nhiêu lần, tích chứa trong đó lấy đông đảo cường giả. Tiến về chỗ nào sao? Tiêu giật hơi nhướng mày. Quả nhiên, tương lai nữ đế, toàn thư bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, sẽ không vẻn vẹn chỉ là đình trệ tại bình thường thương minh giới bên trong, có lẽ nơi đó mới là mộ tình nguyệt kết cục. Bất quá, một ngày nào đó hắn cũng sẽ tiến về một phương giới vực kia. Tiêu giật nắm chặt bàn tay, trong ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy chi sắc. Mộ tình nguyệt, ta sẽ tiến đến tìm ngươi. Tại đông đảo cường giả giáng lâm đằng sau, trong phương giới vực này lực lượng từ từ khôi phục, trong đó có đông đảo vực sâu cường giả, toàn bộ đều bị mẫn diệt, nhất thời vực sâu quân sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống, bất quá đồng dạng có một chút vực sâu cường giả phái ra. Cuối cùng, tạo thành một loại cục diện giằng co tối thiểu từ trước mắt đến xem tạm thời có một loại an toàn cục diện bất quá tiêu dật rất rõ ràng vực sâu kế hoạch tuyệt đối không chỉ có chỉ là chiếm lĩnh một cái nho nhỏ giới vực đơn giản như vậy như là thương minh giới bình thường giới vực trong vực sâu những cường giả khủng bố kia thế nhưng là chiếm lĩnh trọn vẹn thật nhiều cái đối với bọn hắn mà nói bóng ma đã đủ để bao phủ toàn bộ thương minh giới loại cấp bậc này thế lực có lẽ sẽ có một ngày lại lần nữa ngóc đầu trở lại cho nên trước đó nhất định phải làm tốt đầy đủ cảnh giác Chương 340, tìm kiếm huyết minh gió. Tiểu chủ, chúng ta không phải muốn đi trước đế cung sao? Tại sao muốn đến đây mảnh khu vực này? Tinh thần minh nghi hoặc không hiểu mở miệng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng tiêu dật, tại kết thúc loạt sự kiện này đằng sau, muốn tiến về mảnh thế giới này bên trong đế cung, nhưng là đối phương lại trực tiếp vận dụng thiên mệnh tinh hồn, hướng về một chỗ phương hướng tiến đến. Tiêu dật cười thần bí, thúc giục thiên mệnh tinh hồn. Trong một phương thế giới này, ta còn có một ít chuyện không có xử lý xong hắn đọc qua nguyên tắc, cho nên nói phi thường rõ ràng một việc. một khi tiến vào trong đế cung, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện rời đi. dù sao đế cung nói chung sẽ không dễ dàng xuất thủ. tiêu giật ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, rời đi đông thương vực trước đó, hắn muốn tìm kiếm huyết minh phong. bây giờ tại thu hoạch được tinh quan truyền thừa đằng sau, lại lần nữa nắm giữ thiên mệnh tinh hồn, hắn chiêm tinh thuật đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, có thể dễ như trở bàn tay xem bói ra một chút phương hướng. tỷ như huyết minh phong vị trí vị này nhân vật chính thế nhưng là hắn gặp qua điểm may mắn cao nhất một cái nhân vật chính chỉ bất quá hắn hắn mấy cái bàn tay vàng bây giờ đều trong tay của mình cho nên nói mới đưa đến hắn khí vận giá trị không ngừng tổn thất nhưng là dù vậy hắn cũng không dám phớt lờ dù sao đây chính là một tên nhân vật chính bất luận như thế nào đều có được phi thường khủng bố năng lực mà lại ai biết trong tay của hắn có ác chủ bài gì đâu bây giờ có tinh thần minh thủ hộ đồng thời đâu hắn còn muốn rời đi mảnh thế giới này dưới loại tình huống này hắn nhất định phải đem cái này một cái rau hẹ thu hoạch ca Ngay một khắc này, một đạo thanh thúy tiếng kêu truyền đến, mắt to xinh đẹp bên trong mang theo vui sướng. Rõ ràng là tuyết tiểu linh, nàng đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua ca ca của mình. Mà nha đầu này tốc độ tu luyện đồng dạng thật nhanh, bây giờ đã rất gần thánh cảnh, loại tầng thứ này liền đã kinh ngạc vô số người. Tiêu giật cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem tuyết tiểu linh ôm vào trong ngực, trong ánh mắt hiện lên một vòng cưng chiều chi sắc. Tiểu chủ, tiểu nữ hài nhi này là ai? Tinh thần minh cẩn thận quan sát đến tuyết tiểu linh, trong ánh mắt hiện lên một vòng quang mang, lập tức phi thường kinh ngạc mở miệng nói. Làm sao có thể, tiểu nữ hài nhi này thể nội lại có như vậy thuần túy băng chi tâm. Mà lại cái tuổi này, thế mà liền có thể đạt tới loại tầng thứ này, thật sự là khủng bố. Lấy cảnh giới của hắn, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấu tuyết tiểu linh năng lượng trong cơ thể cấp độ, còn có tuyết tiểu linh thể nội một chút chỗ đặc thù. Giờ khắc này, chỉ gặp hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng bộ dáng, cực kỳ kích động mở miệng, thay đổi lúc trước lạnh nhạt bộ dáng. Hẳn là đây chính là tiểu chủ nhân. Tiêu giật biến sắc, lập tức biến sắc. Khá lắm, ngươi một câu nói kia trực tiếp làm cho không ít người tan nát cõi lòng, biết hay không? Không thấy được phía sau những mỹ nữ kia, nhìn thấy ánh mắt của ta đều như là nhìn ra nam bình thường sao. Tiêu giật ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Đây là ta nhận muội muội, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Lập tức, những mỹ nữ kia nhìn hắn ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Kaka, ca ca, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? văn chi cực hạn tuyết vực tiêu giật ánh mắt nhìn về phía giữa không trung nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói tại trong ánh mắt của hắn có tinh quang lấp lóe thiên mệnh tinh hồn không ngừng mà vận chuyển chim tinh thuật kết quả biểu hiện bây giờ huyết minh phong chính là ở vào tuyết vực bên trong tuyết vực nơi cực hạn tốc độ của ba người thật nhanh không qua bao lâu liền đi tới vùng này vùng này có thể nói là cả tòa thế giới cấm kỵ chi địa trong đó căn bản không có bao nhiêu sinh linh đơn giản chính là sinh mệnh cấm địa dù sao trong đó phong tuyết vô cùng khủng bố nếu như nói một khi không cẩn thận tiến vào thể nội lời nói cho dù là tự cường người chỉ sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm tiêu dật mỗi ngày long tộc huyết mạch không ngừng sôi trào mang đến nhiệt lượng chống cự lấy chung quanh rét lạnh đồng thời vi hoài bên trong tiểu gia hỏa tạo thành nhất định vòng phòng hộ bất quá hai người rất nhanh liền phát hiện tuyết tiểu linh căn bản cũng không cần vòng phòng hộ tại trong vùng này nó giống như cá đến nước bình thường có thể ngăn cản rét lạnh xâm nhập không ngừng mà chống cự lấy trong đó rét lạnh khí tức một màn này lại lần nữa làm cho tinh thần minh chấn kinh. Hắn có thể phi thường tùy tiện phán đoán mà ra trong vùng này có phi thường khủng bố rét lạnh, nhưng là không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có thể chống cự. Cực hạn băng chi tâm, quả nhiên phi thường khủng bố. Tiểu chủ, ngươi tới nơi này là vì làm gì? Tinh thần minh nghi ngờ mở miệng. Tiêu giật không có trả lời, trong tay hiện ra thiên mệnh tinh hồn, từng đạo tinh thần quang mang lấp lóe, từ trong đó như là một tia năng lượng một khắc có từng đạo đường vân thần bí bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trong đầu của hắn hiện lên một vòng mảnh vỡ bình thường hình ảnh. Rõ ràng là một tòa khu vực, trong đó là huyết minh phong thân ảnh. Quả nhiên, hẳn là tại mảnh khu vực này. Xem ra, huyết minh phong liền trốn ở nơi này. Mặc dù nói lấy thực lực của hắn có thể nương tựa theo sức chiến đấu không ngừng chống cự lấy rét lạnh, nhưng là hắn hôm nay chỉ sợ 10 phần không dễ chịu. Hô! Tại một đạo trong núi băng, chung quanh khắp nơi đều là treo băng chùi y, nơi đây hàng băng tất cả đều là hàng băng ngàn năm, liền ngay cả cực hạn hỏa diễm đều không thể hòa tan, trong đó có một bóng người rõ ràng là huyết minh phong hắn hôm nay răng không ngừng mà run lên toàn thân run rẩy không ngừng cả người phản phất tại chống cự lấy cực hạn rét lạnh trong vùng này rét lạnh liền xem như hắn đem huyết mạch trong cơ thể toàn bộ kích phát đều không thể chống cự nhưng là nhưng lại không thể không đến bởi vì hắn biết tại trong vùng này có một đạo chí bảo đáng giận bất quá nghĩ đến nơi này huyết minh phong vẫn là không nhịn được phẫn nộ nếu như không phải có một cái kia tiêu giật tại như vậy hắn hôm nay có lẽ có thể bằng vào thể chất để chống đỡ cái này một tòa rét lạnh. Mà cái kia tiêu giật, thế nhưng là đem chính mình mấy đạo bàn tay vàng toàn bộ đều cướp đi, tấm này thù đơn giản chính là không đội trời chung. Bất quá ta chỉ cần đem kiện kia chí bảo lấy được nói, ta khẳng định liền có lật bàn cơ hội, đến lúc đó hết thảy đều là đáng giá. Khuyết Minh Phong nhịn không được cùng tiếu mở miệng, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong, hắn phản phất đã có thể nhìn thấy tiêu giật quỳ gối dưới chân của hắn cầu xin tha thứ dáng vẻ. Một màn kia, nhất định sẽ là phi thường thú vị bộ dáng bất quá hắn sở dĩ đi vào điểm này hay là bởi vì hắn thông qua trí nhớ của kiếp trước có thể biết tại mảnh này trong giới vực có một đạo chí bảo cho dù là phóng nhãn toàn bộ thương minh giới hắn đều xem như cực hạn tồn tại bất quá tại trong ấn tượng của hắn kiếp trước thời điểm đạo kia chí bảo cuối cùng là rơi vào một tên trong tay của thiếu niên mà tên thiếu niên kia vẽn vẹn chỉ là nương tựa theo đạo kia chí bảo cuối cùng liền có thể thành tựu đại đế vị trí loại cơ duyên này thực thật sự là làm hắn hâm mộ mà lại cái kia một tên đại đế sức chiến đấu đã rất gần băng tuyết nữ hoàng. Dù sao, đây chính là chí bảo. Linh võ, Cửu Thiên Thần Lôi Tháp